Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ạ. Cháu kính bạch cô cùng toàn thể đại chúng ạ. Khi đi thiền hành và ngồi thiền thì cháu có một số các cái khởi niệm lên như này và cháu cũng không hiểu là như thế nào, nên cháu thỉnh cô giải thích cho cháu được hiểu ạ. Khi mà đi vào cái chỗ rộng thì cháu khởi lên là đi vào cái chỗ này để cho cỏ nó xẹp xuống, để cho mọi người đỡ sợ, thì nó là vọng niệm hay là tư duy? Cháu xin cô chỉ dạy cho cháu để cháu được biết ạ. Rất là tán thán. Đấy, chúng ta thấy đấy là lợi ích của gì đấy? Lợi ích của thiền đấy. Phải không có quý đạo hữu? Mình mới phát hiện ra chứ không thiền thì làm sao phát hiện ra, phải không? Lợi ích đấy. Thế thì đi dẫm vào cái cây cỏ để cho nó xẹp xuống, để cho người khác đi, thì cái đó nó ở cái tâm chấp thiện mà ra. Thế nhưng bây giờ Phật tử vẫn phải chấp thiện, nhưng chúng ta chỉ cần lưu ý đi thôi. Lưu ý tức là thời khóa nào mình làm và thời khóa nào mình đừng làm. Lúc chúng ta đang tu tập như thế này thì chúng ta đừng làm việc khác để cái thời gian cho chúng ta tu. Nhưng cái ý đấy nó ra từ cái việc chấp thiện. Thì từ cái chấp thiện này thì nó sẽ sinh ra đấu tranh, các quý đạo hữu ạ. Hơn thua và dế và đố kỵ, các quý đạo hữu nhớ nhé. Trên vào tu tập thiền nó có rất nhiều cái chúng ta có thể phát hiện ra cái tâm của chúng ta. Cho nên khi làm thiện mà không chấp thiện, đấy là cái chúng ta cần đạt được, các quý đạo hữu ạ. Mình làm rất nhiều nhưng lại thấy tâm mình không dính mắc cái việc đó, không thấy. Thì lúc bấy giờ mới mình giúp người ta, giúp nhiều lắm. Nhưng đến lúc người ta phản lại mình mới không buồn, mà vẫn thường trực tâm yêu thương và nâng đỡ đối với người hại mình. Thì mình phải thành tựu được cái pháp không chấp thiện. Mà muốn thành tựu được pháp không chấp thiện thì phải biết làm và dạy người khác. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Vẫn là cái là bỏ đi cái bản ngã thì nó mới được như thế. Còn nếu như mình còn chấp thiện thì mình không muốn ai giỏi bằng mình thì mình không dạy. Phải không quý đạo hữu? Còn chấp thiện thì chưa muốn ai giỏi bằng mình đâu. Và còn chấp thiện thì còn đố kỵ cả với người dạy mình. Cho nên cái mà chấp thiện là cũng bị ở cái không vâng lời người dẫn đường tuyệt đối. Đấy, các quý đạo hữu rõ chưa? Đấy, nó nhiều nhân duyên để cái tâm của chúng ta nó bị đóng khung ở trong những cái niệm thiện lắm các quý đạo hữu ạ. Đấy. Thôi cái này thì nó cũng hơi xa xôi một chút, nhưng Yến chỉ nói về cái tướng như thế thôi. Thế cho nên chúng ta muốn thì với các bậc thiện hữu tri thức, khi chúng ta tư duy thấy việc đó là lợi ích, việc đó là vô ngã, thì nên, đây là Yến với Yến thôi, nên tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc. Đấy là Yến đã tu và luôn luôn phải tu như thế, các quý đạo hữu. Cho nên khi Yến nghe được từ lời Phật mà thầy dạy thì nó phát sinh ra một cái niềm hoan hỷ và mong muốn thực hành xuất sắc. Thì cái này ở đâu ra? Chính là ở cái nhân nghiệp mình luôn luôn vâng lời những bậc thiện tri thức, những người thầy mình hoàn thành xuất sắc mà chẳng vô ơn, các quý đạo hữu ạ. Đừng vô ơn và ngã mạn. Đấy, tu nó có khó không quý đạo hữu? Nó khó rồi đấy, nhưng phải tư duy được thì mới biết cách tu. Không tư duy được cũng chẳng biết cách mà tu, phải không? Mình phải tư duy được ra cái đấy thì mình mới biết cách chứ. Muốn tư duy được thì phải gần bậc thiện hữu tri thức. Ai cũng thế thôi. Từ con giun đi lên mà có quý đạo hữu, có phải vô thủy kiếp mình là súc sinh không? Thì mình cứ coi như mình từ con giun đi lên, mà muốn giun đi lên được thì phải học dần nó mới ra được chứ. Đấy, mình không nghĩ là mình trong đầu óc mình là nó vẫn còn cái nghiệp của con giun, cứ nghĩ là nó thoát hết nghiệp rồi, cho nên là cứ nghĩ mình nghĩ là mình giỏi thôi. Tức là người ta luôn luôn chấp với cái người ta đang có, cho nên người ta quên đi cái nghiệp. Tức là bản thân mình chắc gì đã hết nghiệp ba đường ác, chưa hết nghiệp nó còn nhân, phải anh quý đạo hữu? Nó vẫn còn nhân con giun. Giun thì rất là ngu, cho nên là gần bậc thiện tri thức, học được cái gì cứ thế mà làm theo, thoát cái nghiệp con giun đi là tốt rồi, phải không quý đạo hữu? Đấy, tôi Yến vừa chia sẻ vừa nói cho đại chúng chúng ta vui thôi, nhưng rất thật đấy các quý đạo hữu ạ. Đó.